Hello các chị em bên giọng nữ, bài này là bài thánh vịnh hát cho Chúa Nhật năm Phục Sinh. Sau đây tôi xin được tập câu đáp và câu Alleluia. Bài này trước khi hát mấy chị em nên in ra bài thánh vịnh và chỉ chú ý là bởi vì nếu mà cái bài này mình không hát cho nó rõ chữ thì nó có những cái chữ nghe rất là kỳ. Chẳng hạn: Lạy Chúa, vì Chúa mà lời con cái chữ ca, bởi vì nó hơi lên cao cho nên nếu có thể được khi mà mình cố gắng mình lấy lên trong cái lúc mà lên cao thì mình có thể là lúc đó mình học mình đánh bụng mình vào giống như hôm nay tôi chỉ thì nó sẽ giúp giúp cho mình nâng cái tiếng mình lên thì nó đỡ khỏi bị mệt mà khỏi bị rán. Xin tập lại: Lạy Chúa, vì Chúa, lấy hơi ở chỗ này. Lạy Chúa, vì Chúa mà lời con ca ngợi đã vang lên trong công hội. Và tất cả mấy chị em phải chú ý cái chữ đã. Tôi muốn mấy chị em hát rõ ra dấu ngã nhé. Là bởi vì nếu mà mình không hát ra dấu ngã mà mình hát chữ vang mà lộn xộn không chừng lại thành hát là đá văng chứ không phải là đã vang. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta hát mình phải cẩn thận trong cái vấn đề phiên âm. Lạy Chúa, vì Chúa mà lời con cái chữ đã đó, cho nên mấy chị em phải bỏ cái luyến vô mà cái luyến nó thành dấu ngã liền nhá. Lạy Chúa, vì Chúa mà lời con ca ngợi đã vang lên trong công hội. Come.